ngày 19 tháng 3 năm 2021, tại Trường Đại học Tài chính Marketing diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác và tài trợ phần mềm ứng dụng giữa nhà trường với 18 doanh nghiệp. Buổi ký kết với các doanh nghiệp là lời khẳng định của nhà trường với phương châm đồng hành cùng các doanh nghiệp để luôn đổi mới công tác giảng dạy, luôn thay đổi giáo trình để phù hợp với nền kinh tế số mỗi ngày mỗi thay đổi. Nhà trường luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ sinh viên trang bị những kiến thức thực tiễn để sau khi ra trường luôn đáp ứng được yêu cầu của công việc và thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn nhân lực của từng doanh nghiệp. Mở đầu buổi lễ, tiến sĩ, phó hiệu trưởng nhà trường, thầy Lê Trung Đạo phát biểu lý do và nêu bật chủ trương, mục tiêu của trường từ đây đến năm 2030. Kính thưa quý đại diện các doanh nghiệp, kính thưa đại diện các đối tác ký kết với nhà trường, kính thưa quý thầy cô giáo, viên chức người lao động của trường, cùng toàn thể quý vị các khách có mặt trong buổi lễ trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt đảng ủy ban nhà trường gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, thực hiện cái chiến lược phát triển của nhà trường định hướng đến năm 2030 thì đồng hành với việc là thực hiện đồng bộ các cái hoạt động, các cái mặt để đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường thì việc gắn kết giữa đào tạo với lại cái nhu cầu của xã hội, với thực tiễn mà nhà tuyển dụng cần thiết, đó là cái hướng định hướng lâu dài mà trường chúng tôi đặc biệt quan tâm. Song hành với đó thì việc xây dựng cái chương trình đào tạo làm sao đó để mà nó đáp ứng được các cái yêu cầu của công việc của nhà tuyển dụng trong thời đại mới, trong giai đoạn mới, để có thể tiếp cận được ngay với lại các cái kỹ năng kiến thức đó, thì sự tham dự của các doanh nghiệp vào trong quá trình xây dựng và kiến tạo chương trình đào tạo cũng như là đầu tư các học phần là chúng tôi được đặc biệt quan tâm. Và cũng thưa quý vị là trong thời gian vừa qua, từ sự hỗ trợ sự đồng hành của rất nhiều các doanh nghiệp thì chương trình đào tạo của nhà trường đã thường xuyên được sửa đổi, chỉnh sửa và nâng cấp gắn liền với lại cái đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Thì nhân buổi lễ hôm nay xin phép thay mặt đảng ủy ban nhà trường xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến quý doanh nghiệp, quý đối tác cũng như là các cơ quan truyền thông báo chí đã luôn cùng đồng hành với nhà trường. Và nhân dịp này cũng xin chúc cho cái sự hợp tác giữa nhà trường với quý doanh nghiệp ngày một bền chặt hơn, bền vững hơn và đi vào chiều sâu hơn, cùng vì sự phát triển của cả hai phía nhà trường và phía các doanh nghiệp. Xin chúc cho sự hợp tác chúng ta thành công, có thể chúc cho buổi lễ chúng ta thành công. Cảm ơn. Đại diện nhà tài trợ bà Nguyễn Ngọc Lệ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần MISA, Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu và trao gói tài trợ phần mềm ứng dụng cho nhà trường. Về phía nhà trường, tiến sĩ trưởng phòng quản lý đào tạo thầy Huỳnh Thế Nguyễn đọc biên bản ký kết hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp. Buổi lễ ký kết diễn ra trang trọng, đại diện phía nhà trường, tiến sĩ phó hiệu trưởng thầy Lê Trung Đạo đặt bút ký kết hợp tác với từng doanh nghiệp trên tinh thần quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đại diện cho toàn thể doanh nghiệp, ông Bùi Quang Huy là đại diện OTOC phát biểu và gửi lời cảm ơn đến quý nhà trường. Kính thưa tiến sĩ Lê Trung Đạo, phó hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa lãnh đạo của các doanh nghiệp. Kính thưa thầy cô là lãnh đạo khoa phòng trung tâm của nhà trường. Kính thưa là quý vị đại biểu, tôi cảm thấy rất là vinh dự khi đại diện các doanh nghiệp có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay để phát biểu buổi lễ kết này. Thì lần đầu tiên là xin chân thành cảm ơn đến quý nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội hợp tác, đồng hành cùng nhà trường và kết nối hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động về nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua nhà trường, chúng tôi cũng mong muốn cho các em học sinh có cơ hội học tập trong môi trường doanh nghiệp, tiếp xúc với môi trường thực tế mà các em đang học và giúp đỡ các em có những định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Chúng tôi hy vọng rằng là những dự án đang triển khai sẽ giúp ích cho nhà trường, giúp ích cho các em học sinh ứng dụng các phần mềm, các sản phẩm của các doanh nghiệp vào để giúp đỡ trong công tác giảng dạy và thu hút được các học sinh, sinh viên đang học cũng như phát triển kỹ năng và có hiệu quả hơn trong học tập. Và bên cạnh đó, chúng tôi luôn đồng hành cùng nhà trường trong công tác truyền thông và tuyển sinh các sự kiện, các hoạt động hỗ trợ học tập kiến thức cho nhà trường và nhằm thu hút nhiều học sinh tiếp đến trường đại học tài chính Marketing. Hy vọng rằng trong thời gian tới chúng tôi sẽ cùng quý nhà trường và có thêm nhiều cơ hội làm việc cùng nhau.
Cuối cùng thì kính chúc quý thầy cô, quý đại biểu, dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Chúc buổi lễ chúng ta thành công tốt đẹp. Buổi lễ ký kết hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần hợp tác cùng phát triển. Đây chính là bước đi mang lại nhiều giá trị và sẽ sớm triển khai cho niềm tin về một bức tranh thành công.